Top 3 tính năng trên iPhone cực kỳ hay nhưng mà không ai thèm dùng, thậm chí là còn quên luôn cơ. Vị trí số 1 chắc chắn rồi, chính là cái này, Animoji. Uầy, được giới thiệu cùng thời với iPhone 10 có thể coi là một bước đột phá của Apple, khi đến bây giờ mình vẫn thấy cái này nó hoạt động quá là đỉnh luôn, thậm chí là nhận diện được cả lưỡi. Hồi mới ra còn bao nhiêu hãng copy theo, bây giờ thì chả ai thèm dùng. Uầy, tôi lắc cái ngọn kia nó còn lắc theo này. Tính năng số 2, dùng iPhone bằng một tay. Đã tồn tại từ thời iPhone 6 đến bây giờ rồi, nhưng mà tôi năm nay 27 tuổi rồi, nhưng mà chưa bao giờ tôi dùng đến cái tính năng này. Mà kể cả khi có dùng đến ý, thì chỉ có thể là bấm nhầm thôi. Ồ, đây tính năng à? Trước giờ em tưởng lỗi. Tính năng số 3, thư viện ứng dụng. Lại copy Samsung, trò này Samsung có chục năm trước rồi.